Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha. Thì buổi chiều hôm nay em không có đi thăm bầy rắn nha mọi người, nhưng mà đi đặt bẫy chuột. Thì là cũng một thời gian cũng rất là lâu rồi mà em không có đặt bẫy chuột á mọi người. Nói chung cũng mê đặt bẫy chuột lắm mà không có thời gian á mọi người. Thì hôm nay em đi đặt bẫy chuột cánh đồng này nha mọi người. Số 7 của em đây. Bẫy này thì em cũng mới mới chia lại của ông anh Tấn Sơn Bắc á mọi người. Thì bài mồi cũng như thường lệ nha mọi người, lúa bài mồi tiền thống thì 20 cái nha mọi người, 20 cái bẫy. Nãy em đi lại mấy con kia em thấy có cái luồng em đặt rồi hết cái này mà em chưa có bấm máy vào đầu cho nên em đặt thì em không có quay luôn. Thì bây giờ em đặt bẫy thì sáng nay em đi thăm thì em quay cho mọi người xem nha. Mọi người xem video mọi người thấy hay hữu ích thú vị thì mọi người hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ cho em nha mọi người. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cánh đồng này đẹp lắm nha mọi người. Rồi để bây giờ em đặt thì sáng nay em đi thăm em quay cho mọi người xem nha. Em đang đi đặt bẫy chuột ở trong kia mọi người. Thấy cái ông nào ông đứng cứ ngoắc 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 tưởng đâu ai. Bây giờ dòm lại kỹ lại. Ông anh của mình rồi mọi người. Ông đang đi thăm mấy rắn, dính con gì anh? Trời trời ơi. Vừa mở ra táp á không mọi người giờ là bự làm à bích lợp luôn con này mới vô nơi mới vô có thể thôi có thể con này mới vô hồi hồi đầu giờ hồi hồi hồi, hồi 2-3 giờ chiều á ghê rồi dữ ghê luôn á táp lia lịa bây giờ là gần 6 giờ rồi nha mọi người con này mới vô cái đầu chưa có gì luôn á trời trời coi cái mang nó đẹp hơn tướng con này đừng chọc nó con ấy lên bình ngon anh đứng dữ quá rồi con này có cái cào cầu cả ký rưỡi nha mọi người ôi nó bự kìa em đứng ở đằng kia em thấy con ngoắc quắc ngoắc em tưởng ông nào dòm kỹ lại thì ông Tấn Sơn Bắc nào mọi người dòm cái mặt nè hello thì cái này hổm anh em mình thăm nè mà nhưng mà cái này là chiến hổm là chuột nó yếu quá cả nhà nên là mình thăm non nha nên mới có mấy ngày thôi là mình thăm rồi đó cũng như là bữa nay là anh Tấn ông đi thăm non ông sợ chuột chết chuột đó mới á ông thay chuột vô rồi dính con này nha mọi người trời ơi nó còn đã con nào nữa không không biết nha bữa bắt con mấy bên kia quá khủng còn hàng khủng nữa chứ không phải hàng khủng này này vậy, nó táp dối đó. Còn hàng khủng nữa chứ không phải hàng cỡ này thôi đâu rồi nó bây giờ kiếm chỗ nào tống tống bắt là hai gì rồi ở cái này tình cờ thôi nha mọi người chứ em không có không phải đi thăm bẫy nha mọi người em đi bẫy chuột em cái giỏ em để ngoài kia kìa để em làm lấy cái giỏ thì em lại em bắt giùm cho anh Tấn nha mọi người chứ em không có quay cái đoạn bắt con rắn nó ra nha mọi người tại vì em đi bẫy chuột mà tình cờ thôi đây phụ nghề của em nè đi lúc đằng kia kêu hú hồn quá đó đừng nói ai không rồi để em bóp máy cái nha mọi người rồi em chào mọi người nha thì hôm nay sáng này nha mọi người đi thăm bẫy chuột ngày hôm qua em đặt 20 cái cái luồng này nha mọi người thì hôm qua em đặt em cũng gặp bẫy của anh em đồng nghiệp đặt đó mọi người với lại dấu tích đặt cũng nhiều lắm mà không biết còn chuột chạy không nữa thì hôm nay đi thăm bây giờ mời mọi người theo chân em đi thăm bẫy chuột hôm nay nha mọi người hy vọng là có thành quả tại vì nếu mà cái luồng này mà chưa có ai đánh đó, thì đặt chuột nó chạy dữ lắm nha mọi người rồi bây giờ không nói vòng vòng nữa bây giờ mời mọi người theo chân em đi thăm bẫy chuột hôm nay nha mọi người rồi tới cái đầu tiên luôn nha mọi người ở trong đây dính không ồ em thấy nó lú cái càng lên mọi người ơi rồi rồi lụm lụm lú càng là lụm mà nha mọi người ồ nó phê cái cảm giác mà đây nha mọi người cảm giác mà dính được con cua cống nhum hôm nay lâu quá từ lâu không có đặt đó mọi người
nó khè nó phê cái gì đâu á. Tìm lại được cái cảm giác này rồi nó sướng. Tại vì lâu lắm rồi nha mọi người, lâu lắm rồi mới đặt nè. Con đầu tiên. Rồi nó mập kìa. Quá trời nó mập luôn mọi người. Sướng 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 sướng. Mọi người xem video mọi người nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ em nha mọi người. Quá đã luôn. Cánh đồng này mà chuột thì nó chứ. Tại vì em không có thời gian mọi người, em đi thời gian em đi làm thì em đi bẫy rắn rồi nữa đó. Cho nên không có thời gian đi thăm bẫy chuột. Ý đi đặt bẫy chuột. Người ta đang cắt cỏ ngoài kia mọi người. À, để em bỏ vô đi tiếp nha mọi người. Tiếp tục cái thứ hai nha mọi người. Ô cái này không bật rồi. Thôi, mấy con chuột nhỏ nó chạy. Cái này không bật nha mọi người. Đặt tút tới ngoài đó luôn, vô tới trong đây. Ở ngoài bờ cỏ này em có con cá nha mọi người. Ồ dính mọi người, dính dính. Gài móc chưa? Chưa gài nữa chứ. Rồi, gài. Đây nha mọi người. Con này nó im lu sao nó không khè ta nè. Con này tơ nha mọi người. Đó. Đó, giờ nó mới chịu khè mọi người. Đã không? Rồi nó cắn. Nó cắn cái vỏ ốc làm cái cọp. Quá sướng mọi người. Hai con. Qua em mua cái lỗ đây mà em không có đặt. Em đặt ở đằng đó. Canh theo cái đường của nó mọi người. Bốn cái là nha mọi người. Bốn cái hai em à. À để em bỏ nó vô là đi tiếp nha mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Trong đây em có một cái nữa nè. Ồ em thấy bật nữa rồi mọi người. Thấy sập nữa rồi. Đây nha mọi người. Đen xì lì luôn. Bẫy này vô là khỏi sảy nha mọi người. Tơ không. Con này cũng mới tổ mã, mới tổ mã. Quá đã mọi người. Ôi cái cảm giác này nó khè khè này nó sướng mọi người. Sướng còn hơn bẫy được con rắn hổ nữa. Ba em. Vô vỏ. Rồi em tới cái bẫy tiếp theo em quay cho mọi người xem nữa nha. Tiếp tục nha mọi người. Đây em có con cái nữa nè. Ồ, cái này không chạy mọi người. Không chạy, không dính nha mọi người. Tại có anh em ta đặt rồi mọi người cho nên chuột nó nhát. Chứ mà chưa đặt á. Rồi đặt kiểu này là nó dính dữ thần lắm. Tại vì cái khu này lâu lắm rồi, em không có xuống á mọi người. Cũng đó, em không có biết là có người đặt hay là không. Cho nên đem đi đặt đụng bẫy với là gặp
gặp anh em ta thấy dấu á, thấy dấu anh em ta đặt trước rồi á, cho nên chuột thì nó chạy cũng yếu mọi người. Hy vọng bữa nay kiếm những chục con mới có không á. Tiếp tục nha mọi người, đem con cái nữa, ôm thấy bật nữa mọi người. Trời ơi con chuột con cống con nha mọi người. Hơi dữ à. Làm lia làm lịa. Trong đây em có một cái nữa nha mọi người. Đâu rồi? Trời ơi không dính mọi người ơi. Ngon thấy ghê. Nó môi nè mọi người. Nó mới môi ăn luôn mà không dính. Hết 12 cái rồi, còn 8 cái nữa mày mới dính được có 4 con à. Rồi, để tới cái bẫy tiếp theo làm quay cho mọi người xem nha. Tiếp tục nha mọi người, anh em có 1 cái nữa nè. Rồi, sập rồi. Con gì đây? Trời ơi. Cái này là khoảng chừng 2-3 tháng nữa và bẫy là dính mới được, nó ngon mọi người. Bây giờ hơi nhỏ nhưng mà nhỏ thì nó giòn nha mọi người. Nhỏ nhỏ thì thịt nó giòn. Rồi em còn mấy cái nữa nha mọi người, sáng bình minh lên mọi người. Rồi để tới cái bẫy tiếp theo nữa là em quay cho mọi người xem nha. Tiếp tục nha mọi người, đây em có 1 cái nữa nè. Bây giờ không dính cũng hơi bị nhiều á. Mà dính thì ít nha mọi người. Đây, trời ơi. Mà mọi người. Không em canh cái đường ngay chốc luôn. Lụm hàng. Con này mới cụ nè mọi người. Nó đã. Quá sướng mọi người ơi. Nó mập. Hai cái lỗ tai này mới là cống nhum đây nha mọi người. Mọi người nhớ phân biệt kỹ nha. Rồi cái lỗ mũi nó mập, nó lỗ mũi nó bự cơ. Đen toàn bộ nha mọi người. Ba lông nha mọi người. Lông dài, lông xù. Cái này kêu bằng cống nhum, cống xù. Có chỗ anh em thì kêu nó bằng là vua chuột, thì có chỗ chỗ khác kêu bằng cái loại khác nữa nhưng mà em chưa biết nha mọi người. Con này con cái. Rồi để em tới cái bẫy tiếp theo là em quay cho mọi người xem nha. Bờ kinh này em có 1 cái nữa nha mọi người, ở dưới đây khui hàng. Ôi cái đường ngon dày mà nó không dính nè mọi người. Cái đường nó đã gì đâu luôn, không chạy. Em còn đây 1 cái nữa là hết bảy nha mọi người. Rồi thấy rung rung mọi người. Con gì bự nhỏ này. Khui. Trời ơi. Tơ nữa nha mọi người. Tơ con. Đó, mà lớn gì đó. Thì thành quả của em đây nha mọi người. Giờ để em sắp ra cho mọi người xem. Sắp ra còn phải sắp ngược cái vô cái nữa. Bây giờ đi làm nha mọi người. Cái bẫy cái con này nè mọi người. Con em đang cầm nè. Cái bẫy này mà nếu mà con chuột mà chuột lớn á là nó tung lên nha mọi người. Tại ngày hôm qua á, là em quên bẻ cái móc ngược nó ra. Chứ bẫy này là không bao giờ xảy được. Đó, nó gài vô vậy là vô phương xảy. Để cái móc ngược đó ra. Nhưng con này không sao, bỏ về luôn đi. Hai con. Như cỡ con này là sẽ chắc luôn nè mọi người.
Ở con này là sẽ chắc luôn, tại nó quá bự, sức nó mạnh, tung nó sẽ chắc nè. Cái móc này em gài, móc gài nè mọi người, thấy không? Đó. Đó, cái móc gài vô vậy là vô phương, có đường nào ra được không? Bẫy em bẫy cứng không nha mọi người, chứ bẫy mua chợ là không xài được, bẫy mua chợ yếu xìu à. 4 con, hôm nay được có 7 con mọi người, không được chục à, 20 cái mà được có 7 con à. 5 con, sáu con, rồi 7 con nha mọi người. Cũng được nha mọi người, khai trương trở lại dính được nhiêu đây cũng mừng rồi đó. Lâu lắm rồi không có cái cảm giác này mọi người, không có cảm giác mà khe khe vậy nè. Đó, đã không? Xuống mọi người. Rồi, thôi thì em xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Mọi người xem video mọi người thấy hay, hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh và like để ủng hộ em nha mọi người. Thì em đi đặt bẫy chuột này cũng giúp ích cho bà con nông dân rất là nhiều mọi người. Tại vì người ta trồng cỏ nè mọi người. Trồng cỏ cánh đồng bao la bát ngát không? Người ta trồng cỏ là nó phá dữ thần lắm nha mọi người. Nó cắn cỏ, hư cỏ hết trơn. Nó ăn cỏ. Thì nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người hãy đăng ký kênh để giúp em nha mọi người. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi em chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới vui tươi, an lành, hạnh phúc nha mọi người. Bye bye.